đằng trước là mái đình uy nghi lịch sử. Nhìn xuôi phía nàng không còn các cây cao vật cản, chỉ để nàng quê trù phú như bức tranh thủy mặc, có lẽ rằng không nên nào có được. Hai bên hàng dừa giống dừa nửa đưa từ Thanh Hóa ra, do ông đại tá Vũ Đình Thoan là cán bộ cao cấp trong quân đội con em quê hương tài trợ. Nhìn dòng nước chảy lòng người sau chuyến bồi hồi nhớ lại, con sông Sen là con sông thơ mộng, đã đi nhiều ký ức người thôn Phong Lạc qua các thế hệ. Con sông Sen đã bị các chất thải vô cơ và hữu cơ làm cho mặt sông hẹp lại. Từ nay con sông Sen đã được tự do uốn mình giữa nàng, mang những ấm tình cảm quê hương xóm nàng xin được gửi gắm theo dòng nước ngọt mang nặng phù sa để tưới tiêu cho hàng trăm hecta cánh đồng mẫu lớn. Và khi chiều về mặt trời buông xuống hai bờ sông, những bóng biển sáng lên rọi xuống mặt sông được như rửa lại. Con sông thông thủy đã làm cho bộ mặt nông thôn thêm phần khởi sắc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chút vất vả, nhưng biết đâu là chỉ thêm nặng vai trang. Con muốn về nhà ở bên mẹ, bên